Dạ thưa sư, con muốn hỏi vì về việc hủy hoại bản thân để hỗ trợ nỗ lực tu. Ví dụ như phim về Tổ sư Đạt Ma có anh đệ tử tự chặt tay vì hối hận về lỗi lầm giết người quá khứ. Họ nói đó là đệ tử cao nhất của Đạt Ma hay Ấn Độ từng có một anh tự cắt lưỡi. Vì tính mà tự do tự anh ấy nghĩ và làm, chắc là nghĩ đến khẩu nghiệp. Cách này có thật không sư? Và nếu có thật thì nó như thế nào? Nếu như mà cái cách này nó có ai đó mà làm á, thì nếu như mà trước khi xuất gia mà làm thì sẽ không được xuất gia. Nhớ nha. Tức là nếu như một người mà cơ thể khiếm khuyết á, thí dụ như mà mình tới mình cầu đạo một vị thầy, mình sư xin được xuất gia đi, vị thầy khảo im lặng ngồi đó để coi coi cái tấm lòng thành của mình á, mình chơi mình chặt cái tay của mình để mình tỏ lòng thành, là coi như vĩnh viễn khỏi xuất gia luôn. Người ta gọi, nói nó hơi kỳ mà cái đó là hơi bị dại. Tại vì theo luật á, một vị có cơ thể khiếm khuyết thì không được phép xuất gia. Rồi còn cái chuyện của thiên hạ là thiên hạ lo. Còn quý vị hỏi thì sư căn cứ theo kinh và luật để sư trả lời thôi. Còn cái vụ quý vị coi phim thì xin thưa là phim nó chưởng ầm ầm, nó bay trên trời, bay phi thiên độn địa, cái đó là chuyện của phim ha. Sư nói là sư căn cứ vào kinh và luật thôi. Còn ở trong Tăng Chi Đức hoặc là ở trong Tạng Luật và cả Tăng Chi nữa, Đức Thế Tôn nói thà đó là các ông á, lấy tay chọc mù con mắt còn hơn dùng con mắt đó để nhìn bằng một nội tâm bất thiện. Nhưng quý vị nhớ dùm cho là đây chỉ là một cách nói. Tức là nếu như mình nhìn bằng nội tâm bất thiện thì thà mình bị mù nó còn vậy còn hay hơn. Nhưng không có nghĩa là kêu mình đi chọc mù con mắt. Nhớ nha. Cái này chúng ta phải xem tinh thần của bài kinh ví dụ con rắn á. Tức là mình học kinh á, cũng giống như mình bắt rắn vậy đó. Mà bắt không biết cách bắt thì mình sẽ bị rắn cắn rồi mình sẽ đau khổ. Cũng vậy á, đọc kinh mà không hiểu ý kinh rồi áp dụng nó chật lất á, thì tự mình sẽ chịu đau khổ ha. Quý vị, nếu mà quý vị hỏi là có cái ví dụ nào ở trong kinh hay không thì sư nhớ là ở trong Tạng Luật á, trong Tạng Luật nghe, thì có trường hợp là vị tỳ kheo á, là vì dục nó tăng trưởng á, cho nên là vị ấy nghĩ đến cái chuyện là tự cung để mà diệt dục. Thì khi vị đó tự cung như vậy á, Đức Thế Tôn ngài khiển trách. Và cái vị Đức ngài ra cái luật, chế ra giới luật là vị nào mà tự cung là vị đó sẽ phạm trọng tội. Cho nên á, là ở trong luật và kinh thì không có nói cái chuyện là tự mình hủy hoại bản thân ha. Chỉ có một số cái á, ví dụ như Đức Thế Tôn là theo như chú giải á, thì Đức Thế Tôn ngài tán thán phương pháp tu tập của ngài Ananda, của ngài Xá Lợi Phất, của ngài Mục Kiền Liên, của ngài Aniruddha, của ngài Kassapa, vân vân. Tại sao vậy? Tại vì để cho hàng hậu học thấy rằng các phương pháp tu của các vị ấy vẫn được Đức Thế Tôn xác nhận và tán thán như thường, chứ không phải nghe thấy Thế Tôn ngài phát nguyện với cội Bồ Đề á, rồi mình hứng quá rồi mình làm theo, thì khi khả năng của mình không đủ mà mình gọi là nhận lấy phần công việc vượt quá năng lực của mình thì chỉ đưa đến sự đau khổ. Ví như á, người ta thấy Bồ Tát nguyện chừng nào máu thịt tôi khô cạn mà tôi dầu máu thịt tôi khô cạn mà tôi chưa đắc thành đạo quả, tôi sẽ không rời khỏi chỗ này. Họ nghe họ ham quá, họ mê quá, họ hành theo mà họ không biết rằng họ không có khả năng đó, thì như vậy chỉ đưa đến sự tai hại.
trong khi đó có những phương pháp thực hành khác phù hợp với họ hơn. Do đó, đó việc tu hành là một sự lựa chọn thông minh. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.